Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình đã quay trở lại với video giới thiệu về cái dự án Chitter Tech này. Thì dự án này nghiên cứu về vấn đề gì, công nghệ gì chúng ta có tìm hiểu. Nhìn đây nếu chúng ta đoán được về bên hóa học liên quan đến các chất rồi đúng không ạ? Thì đây là một cái bài nghiên cứu về cái công nghệ chuyển đổi các nguyên tố hóa học công nghệ tổng hợp kim loại quý. Thì về công nghệ thì cái công nghệ biến đổi lại cho phép các nguyên tố hóa học nhất định thành các nguyên tố khác có giá trị hơn và hiểm hơn, không chỉ sử dụng các tác động năng lượng rất lớn, ví dụ như chuyển đổi wolfram thành bạch kim. Và cái dự án này có thể tiến hành vài họ đã tiến hành cái vài trăm thí nghiệm và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Và chúng tôi đã học cách biến một số yếu tố thành những cái hợp chất có giá trị hơn. Và tuy nhiên thì những nghiên cứu này vẫn chưa kết thúc, và bước tiếp theo là chuyển công nghệ của họ từ thử nghiệm sang cấp độ công nghiệp. Với các tin tức dự án thì đây là những cái bài tin tức về cái dự án này. Thì cái người đứng đầu cái dự án này là ông Khalid Ibn Karabona, người cạnh Bano. Người đứng đầu dự án này được phỏng vấn và nói rằng đây là cái dự án về làm chủ công nghệ cho sự biến đổi lạnh của các nguyên tố hóa học. Nói cách khác thì nó là một cái quá trình biến đổi của một số nguyên tố hóa học thành những cái nguyên tố học hiếm hơn, có giá trị hơn. Và đây là cái quan điểm của Len trong cái quá trình thế giới. Thì sự chuyển đổi phản ứng hạt nhân năng lượng thấp Len này cho phép thu được các nguyên tố quý giá và hiếm có từ các nguyên tố tự nhiên và có giá cả cạnh tranh về mặt tài chính. Thì cái dự án Synthetic tham gia hội nghị Nga lần thứ 24 này về chuyển đổi hạt nhân thì đã nói trong 24 năm qua thì các nhà khoa học đã từ khắp nơi trên thế giới đã tập hợp mỗi năm một lần để tóm tắt các kết quả nghiên cứu về chuyển đổi hạt nhân lạnh và vũ trụ. Thì công nghệ LEN này là cái gì? Thì ở đây có những cái ưu điểm, sau đó là cái chi phí khá là thấp. Chi phí tổng hợp được thực hiện bằng cách biến đổi lạnh kim loại nhóm bạch kim thành bạch kim, ruthenium, và nếu có thể là vàng, và có thể rẻ hơn 2 đến 3 lần so với các sản xuất bằng phương pháp truyền thống bình thường. Với các yếu tố ổn định thì các nguyên tố thụ động do sự biến đổi lạnh là ổn định và tiềm năng năng lượng cao. Và các nguyên tố thu được bởi sự biến đổi lạnh này có lẽ tiềm năng năng lượng tăng lên, và chúng có thể truyền tải tiềm năng này dưới dạng vi mô đi vào các phản ứng hóa học trong cơ thể của con người. Về cái dự án Synthetic này thì Len có cái sự biến đổi của các nguyên tố hóa học là sự biến đổi của một số nguyên tố hóa học thành học này thành một số nguyên tố hóa học khác, và họ đã đạt được cái kết quả thí nghiệm thành công, và họ đã thu được cái kim loại nhóm bạch kim và các nguyên tố hóa học khác do Len transmutation. Nhưng những thí nghiệm này cho đến nay thì chỉ có gam chất thôi, và bây giờ nhiệm vụ của họ là chuyển giao quá trình chuyển đổi Len từ thử nghiệm sang cấp độ công nghiệp. Vì vậy họ đang cần cái công cụ và thiết bị cần thiết để nhân viên để bổ sung thêm. Thế thì các nguyên tố học này thu được kết quả của Len Transmutation sẽ tìm thấy ứng dụng trong công nghiệp, y học, khoa học và tài chính. Thì trước hết điều thúc đẩy cái dự án này là chúng ta cùng làm một cái nhiệm vụ khá thiết thực để đạt được cái kết quả thương mại nghiêm túc về thực hiện dự án này mang đến cái hiệu quả tài chính quy mô lớn. Thì đây là chính là cái video mà cái ông đứng đầu Ladila Kurabano trình bày. Thì cái dự án này có những đặc tính gì? Thì dự án này chỉ tập trung vào các mục tiêu thương mại ban đầu là các vấn đề nghiên cứu đã bị loại bỏ. Với cái kế hoạch trong chương trình nghị sự của chúng tôi thì củng cố thành công và chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Với cái đội ngũ thì những người ở đây có cái nghiên cứu và tập trung vào nghiên cứu cũng việc kỹ thuật technology. Và cái tiềm năng của công nghệ này thì biến đổi lạnh hứa hẹn rất là tiềm năng và thương mại rất là lớn. Tiềm năng thương mại rất lớn. Với nghiên cứu thì họ đã thực hiện khoảng 300 thử nghiệm và đã đạt được những thành công đáng kể. Về công cuộc đổi mới thì trong thế giới hiện đại này, lợi nhuận cao có thể đạt được chỉ với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến. Và ông Palasander Pacomo, nhà vật lý chuyên gia Việt Nam đã nói, nó không thể nhưng có thể tham gia vào những cái số lượng những người cùng chiến hướng. Và cái đội Carabano Synthetic này, ông đứng đầu ấy ạ. Ví dụ như là
Tôi rất vui mừng khi biết rằng những người trẻ tuổi đã tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi và cũng vậy, đang đạt được những thành công trong cái lĩnh vực này. Và ông Yuri Bazuto, nhà vật lý tổ chức hội nghị về CNT và BL, thì họ rất vui mừng khi biết rằng ở Nga có một nhóm người nghiên cứu những hiện tượng tương tự rất tốt khi có một cái đội như SwitcherTech này, bởi vì người chiến thắng là những người đã di chuyển và tìm hiểu cái dự án này mà không đứng yên tại chỗ. Thì cái đội ngũ của cái dự án này thì bao gồm cái ông đứng đầu, như ở trên có cái bài phát biểu, đó là ông Veladila Karabano, trưởng ban và người sáng lập dự án, nhà phát triển phương pháp truyền lạnh. Ông có 30 năm kinh nghiệm trong cái quản lý các dự án thương mại và nghiên cứu và quản lý công việc kỹ thuật. Ông Dechim Phukhara, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên gia làm việc với các thiết kế xây dựng khác nhau. Ông có thể thực hiện những cái ý tưởng thiết kế táo bạo nhất và các mô hình hoạt động. Ông Roman Carabono là trưởng phòng thí nghiệm, thì đã triển một số phương pháp làm lạnh để sử dụng cái CenterTech này. Ông quản bên dự án Facebook. Cái bà quản lý cộng đồng là bà Nerawa Felikia, là có kinh nghiệm trong cái việc đàm phán và xúc tiến dự án Facebook này. Và với các đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của CenterTech này thì có trình độ trong các lĩnh vực khác nhau cần thiết để thực hiện các nghiên cứu này. Và những ông cố vấn như tiến sĩ Uri Bazuto, ông Vladi Krivitsky, ông Denny Kozunin hay ông Sei Olinin, Karina Genza Master, thì mình đây đều là những cái người nổi tiếng. Ông này bên cố vấn tài chính hay bác sĩ khoa học sinh học, những người tiến sĩ hóa học, tiến sĩ vật lý và toán học, tiến sĩ về địa chất và khoáng học tại Đại học Lomonosov. Đây toàn những người cố vấn mà có những trình độ và những kinh nghiệm nghiên cứu, trình độ học cao, nghiên cứu ở các viện, các trường nổi tiếng và đã lên các hàm bậc tiến sĩ. Thì ở đây các bạn có thể để lại email và đăng ký cái tham khảo thêm, cái nhận thêm được cái những thông tin tin tức về cái dự án SwitcherTech này. Đây là cái trang web chính thức của cái dự án này, SwitcherTech.com, và cái email của cái dự án này là info@SwitcherTech.com, và điện thoại hiện tại đang có ở hai trụ sở Geneva Thụy Sĩ và Macau ở Nga. Thì các bạn có thể liên lạc để biết thêm thông tin hoặc có thể đặt câu hỏi trên các kênh thông tin công cộng, đó là Telegram hay email, hoặc có thể trao đổi trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube hay là Instagram. Thì đây là cái bài video của mình giới thiệu về cái dự án SwitcherTech này. Thì mình nghĩ dự án này khá là tiềm năng vì đã nghiên cứu và biến đổi từ một chất thành những cái chất có quý giá hơn, kim loại quý giá, và nó đang trong cái quá trình triển khai từ nghiên cứu sang cái cấp độ công nghiệp. Thì nếu mà thành công thì cái ứng dụng thực tế rất là cao và có lợi nhuận rất là cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.